Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Lập Pháp. Theo nhân tướng học, vị trí của nước xuôi thường mang một ý nghĩa nào đó với chủ nhân. Nó được xem là điềm báo cho tương lai, có thể là những điều tốt và cũng có thể là những sự báo không may. Theo nhân tướng học về nước xuôi, xem tướng số qua nước xuôi có cách giải thích riêng biệt, tức là nước xuôi trên cơ thể con người được ví như cây cỏ, đất nổi đồi gò trên núi. Núi đẹp thì cây đẹp, đất xấu thì gò đồi xấu xí. Sự xuất hiện của nốt ruồi trên cơ thể bạn cảm thấy mất tự tin. Tuy nhiên, nốt ruồi không chỉ là một đặc điểm nhận dạng mà nó còn đem lại nhiều may mắn tài lộc trong cuộc sống và tương lai. Bạn đang sở hữu nốt ruồi dưới cằm và bạn đang hết sức thắc mắc không biết nốt ruồi nằm ở vị trí này có ý nghĩa đặc biệt nào không? Được tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong một cuộc phong thủy và tâm lý Việt, hôm nay Phong Thủy Lập Pháp sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn giải mã ý nghĩa nốt ruồi dưới cằm ở nam và nữ. Tướng nốt ruồi dưới cằm, hao tài phá của, gia đình đổ vỡ, khó khăn vất vả. Theo nhân tướng học nhận định có thể đúng hay là không? Xem tướng nốt ruồi ở bên dưới cằm, bên trái, bên phải hay chính giữa, ở cả nam và nữ có thể đoán trước được vận mệnh, tính cách và hậu vận tương lai. Vậy nốt ruồi ở cằm nói lên điều gì về tính cách và vận mệnh của bạn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung video ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Ý nghĩa nốt ruồi theo phương diện khoa học phân tích. Đối với mỗi nốt ruồi màu nâu, đen xuất hiện là do những tế bào có sắc tố tập trung lớp ngoài da hình thành nên. Đối với mỗi nốt ruồi màu xanh xuất hiện là do những tế bào sắc tố dưới lớp chân lông hình thành nên. Đối với nốt ruồi đỏ xuất hiện là do những phiêu huyết quản phình lên màng da là những chấm màu đỏ và thường xuất hiện nhiều ở vùng ngực hay trên da mặt. Ý nghĩa của nốt ruồi. Nốt ruồi có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tướng số và từ xa xưa, ông bà ta đã quan niệm nốt ruồi theo từng vị trí trên cơ thể sẽ mang những ý nghĩa hung, cát, tài lộc phú quý hay vận hạn cho những người sở hữu. Nhưng tất cả ý nghĩa trên đều chưa được khoa học chứng minh và xác thực, nhưng họ cũng chưa bao giờ phủ nhận về sự huyền bí về vị trí của những nốt ruồi đó mang ý nghĩa như thế nào. Ý nghĩa nốt ruồi theo phương diện khoa học phân tích. Đối với nốt ruồi màu nâu, đen xuất hiện là do những tế bào có sắc tố tập trung ở ngoài da hình thành. Đối với nốt ruồi màu xanh xuất hiện là do những tế bào sắc tố dưới lớp chân lông hình thành nên. Đối với nốt ruồi đỏ hồng xuất hiện là do những vi huyết quản phình lên mà ra, những chấm đỏ màu xanh, màu đỏ thường xuất hiện nhiều ở trên vùng da ngực hay da mặt. Và đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lập Tài về các vấn đề tử vi, phong thủy. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát. Đội ngũ trợ lý sẽ xếp lịch cho quý vị được gặp thầy trong thời gian sớm nhất. Ý nghĩa của nốt ruồi dưới cằm theo tướng số. Nhưng nốt ruồi là đối tượng nghiên cứu quan trọng trong tử vi tướng số. Bộ môn này cho rằng vị trí nốt ruồi có thể nói lên tính cách, vận mệnh của một người. Vậy đối với những nốt ruồi nằm ở dưới cằm thì sao? Chúng ta cùng xem nhé. Tính cách người có cằm nốt ruồi dưới cằm. Người có nốt ruồi ở dưới cằm theo tướng số học mà nói là những người có tính cách hào phóng, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh. Chính vì thế, những người này có những mối quan hệ rất tốt đẹp trong xã hội. Bên cạnh đó, họ là những người có đức tính cẩn thận, chắc ăn, luôn biết tính toán kỹ lưỡng khi làm bất kỳ điều gì. Đường sự nghiệp, người có nốt ruồi dưới cằm. Những người có nốt ruồi dưới cằm là những người có con đường công danh sự nghiệp tương đối thuận lợi, gặp được nhiều may mắn, được nhiều người giúp đỡ. Mặc dù phải trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một cuộc sống viên mãn. Đường tình duyên người có nốt ruồi dưới cằm. Nhìn chung thì những người sở hữu nốt ruồi dưới cằm thường có tình duyên khá là thuận lợi. Họ nên lập gia đình muộn và là tốt nhất, cuối đời sẽ được hưởng hạnh phúc, gia đình trọn vẹn, con cháu hiếu thảo, ngoan ngoãn. Những thông tin trên đây chỉ là những nét tổng quan về vận mệnh của những người sở hữu nốt ruồi ở dưới cằm. Tuy nhiên, vị trí chính xác của nốt ruồi dưới cằm như bên trái, bên phải, chính giữa lại là những ý nghĩa khác nhau ở cả nam và nữ. Ý nghĩa nốt ruồi theo sách tướng toàn biên. Nốt ruồi mọc ở đầu và mặt. Nếu mọc ở ngay giữa trán là chủ phú quý, gần thiên đình sẽ là cực quý. Nếu ở trên trán có 7 nốt ruồi đen có ý nghĩa chủ đại phú quý. Và mọc ngay thiên trung sẽ là hại, hại cha. Mọc ngay ấn đường cũng là hại, hại mẹ. Và nếu như ở cả tư không thì sẽ hại cả cha lẫn mẹ.
nốt ruồi mọc ở bên vành tai. Đây là chủ đề về trí tuệ và sự thông minh. Mọc ở trong tai thì sẽ chủ về sống thọ, và nếu như mọc ở bên tai trái thì chủ sẽ có nhiều tiền của. Nốt ruồi mọc ở khóe mắt, nếu mọc nhiều ở trên con mắt sẽ là lá số khốn khổ, mọc ở dưới con mắt sẽ là lộc bất ngờ, và mọc ở trong lông mày sẽ là công danh phú quý. Nốt ruồi mọc ở sơn căn là chủ đề về sinh nghề tử nghiệp. Nếu mọc ở bên mũi sẽ là đau khổ đẫm lệ, nếu mọc ở trên sống mũi thì suốt đời gian truân và trì trệ, cũng như mọc ở đầu mũi thì cần đề phòng súng đạn gươm đao. Nốt ruồi mọc ở nhâm trung là chủ đề rất dễ lấy vợ chồng giàu sang phú quý, mọc ở bên mép miệng thì sẽ khó giữ được tài sản, còn nếu mọc ở trên môi thì liên quan đến lộc ăn. Mọc ở dưới môi là phá sản, cũng như là nốt ruồi mọc ở trên lưỡi hay nói loạn ngôn. Giải mã ý nghĩa nốt ruồi dưới cằm nam giới. Nốt ruồi dưới cằm nam giới có ý nghĩa gì? Những người đàn ông sở hữu nốt ruồi dưới cằm ở bên phải là những người khá là mạnh tay, chủ động chi tiêu. Họ rất giỏi kiếm tiền nhưng cũng là người tiêu tiền như nước. Bù lại, họ là những người coi trọng tình cảm, coi trọng hạnh phúc gia đình. Mâu thuẫn, người đàn ông luôn đặt gia đình lên đầu. Nốt ruồi dưới cằm trái của nam giới có ý nghĩa gì? Đàn ông có nốt ruồi ở cằm bên trái thuộc tích người bùa vây bởi hay lo âu, không kiên định với mục tiêu, dễ chán nản, buồn bỏ, làm việc gì cũng hời hợt. Chính vì vậy, những người đàn ông này thường phải gặp rất nhiều khó khăn và thử thách trong công việc. Nhưng nếu họ cố gắng vươn lên thì vẫn có thể gặt hái được những thành công trong sự nghiệp. Nốt ruồi ở giữa cằm nam giới có ý nghĩa gì? Nam giới có nốt ruồi ở giữa cằm là kiểu người thích chơi bời, phóng khoáng trong chuyện tình cảm nên thường hay lăng nhăng, lươn lẹo, không trung thực. Nốt ruồi dưới cằm cộng với có lông của đàn ông thì mang ý nghĩa gì? Đàn ông có nốt ruồi giữa cằm và có lông hầu hết là những người thông minh, tính cách hào phóng, sống giàu sang phú quý. Cuộc sống của những người đàn ông có đặc điểm này nhìn chung là khá thuận lợi, êm đềm, ít khi phải bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền. Còn trong công danh sự nghiệp thì luôn được người khác giúp đỡ. Giải mã ý nghĩa nốt ruồi dưới cằm nữ giới. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tướng số, tử vi nói về vị trí nốt ruồi dưới cằm bên trái, bên phải, ở giữa đối với nam giới. Vậy đối với nữ giới sẽ như thế nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Ý nghĩa nốt ruồi dưới cằm bên trái của nữ. Theo tướng số, vị trí nốt ruồi nằm ở bên trái phụ nữ cho thấy đây là người luôn nhận được sự quan tâm, thu hút ánh nhìn của đàn ông. Phụ nữ có đặc điểm này thường có công danh sự nghiệp đáng chú ý, nổi trội, nhưng là người biết tự lập, không cần nhờ vả và dựa dẫm vào ai. Họ còn là mẫu hình người mẹ luôn hy sinh cho con cái, là mẫu hình người vợ đảm đang. Ý nghĩa nốt ruồi dưới cằm bên phải của nữ. Phụ nữ có nốt ruồi ở dưới cằm bên phải là người có tính cách lạc quan, suy nghĩ tích cực, luôn hướng tới những điều vui vẻ, luôn biết cách tạo nên niềm phấn khởi cho người khác. Ý nghĩa nốt ruồi ở giữa cằm của nữ giới. Nốt ruồi nằm ở giữa cằm nữ giới phản ánh đặc điểm của phụ nữ có hậu vận sáng lạ về đường tiền tài, không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Họ cũng là mẫu người có thể hỗ trợ được cho những người thân xung quanh, loanh quanh đi tới thành công. Là hình mẫu người vợ mà bất kỳ ông chồng nào cũng mong muốn, là người mẹ nào mà con cái yêu thương. Ý nghĩa nốt ruồi ở nọng cằm nữ. Đặc điểm nốt ruồi ở dưới nọng cằm của phụ nữ tiết lộ một con đường tài vận xuất thuận lợi, họ thuộc tiếp người sẽ đứng thành công của chồng con. Tẩy nốt ruồi dưới cằm có phá tướng hay không? Tử vi rất coi trọng vị trí của nốt ruồi, tuy nhiên hiện tại chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh tính chính xác của những lý do này. Do đó, bạn không nên quá tin tưởng vào những quan niệm về nốt ruồi dưới cằm này. Hy vọng với những chia sẻ trên, quý vị có thể phần nào hiểu rõ về tính cách và vận mệnh của mình qua nốt ruồi dưới cằm. Nhìn chung, người sở hữu nốt ruồi dưới cằm đều có công danh sự nghiệp thuận lợi, sức khỏe tốt, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng nhiều hay ít của nốt ruồi còn phụ thuộc là nó nằm ở đâu và nữ giới hay là nam giới. Nếu chưa được may mắn, không sao cả, hãy đặt cuộc hẹn và đến gặp ngay thầy Gia Cát để được tư vấn cụ thể, giải quyết những vấn đề mà mình đã gặp phải. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật các thông tin bổ ích này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chương trình.